Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thay pin rồi kích pin cho điện thoại iPhone. Cụ thể ở đây là iPhone 5S nha. Cái cách này các bạn có thể áp dụng trong tất cả các dòng điện thoại iPhone hoặc là cái điện thoại khác có trên thị trường luôn. Từ khi nào mà các bạn cần phải thay pin hoặc là kích pin? Thay pin đó là khi mà cái pin của các bạn á, thứ nhất là nó sạc không vào hoặc là không cầm hoặc là kích pin không được. Thì ở đây mình có cái con iPhone 5S ha. Cái này đã khá lâu nha các bạn, mở nguồn không lên. Đồng thời á, khi mà các bạn ấy cắm sạc nè, nó không báo gì luôn. Tuy nhiên là do pin của mình nó quá yếu á, thì giờ thứ nhất á, mình sẽ tháo cái máy này ra, mình kiểm tra cái điện áp trên pin nó còn bao nhiêu volt. Tiếp theo đó, nếu trường hợp mà nó kích pin được á, thì nó sẽ lên nguồn, nó boost lên được nha. Pin điện áp trên pin á, nó khoảng là 3.6 volt trở lên á, là nó đã lên nguồn rồi. Thì các bạn có thể là điện áp dưới chút xíu, nhưng mà các bạn nên để điện áp khoảng 3.6 volt trở lên ha. Còn khi nào mà chúng ta cần phải thay pin, khi mà các bạn kích pin không được á, thì các bạn làm mọi cách mà điện áp của pin nó rất thấp, nó khoảng 0V nó, thì các bạn phải bắt buộc các bạn phải thay pin mới nha. Thì sau đây cái cách mà kích pin hay thay pin á, thì trước tiên á, chúng ta phải bung máy ra. Ở đây là iPhone 5S nha các bạn. Phía dưới này á, là có hai cái ốc hình sao. Mình sẽ dùng cái vít sao ha, vít tâm cạnh đó, mình tháo ra. Nói chung á, cái cách này á, các bạn có thể ở nhà á, trường hợp mà bạn nào muốn thay pin á, thì các bạn tự thay pin ở nhà được luôn nha. Không cần phải đem ra tiệm hay ra thợ cho nó làm. Và sau khi các bạn tháo hai ốc đít này ra, trường hợp mà các bạn có cục hít á, các bạn hít vô, ấn chặt xuống nha các bạn. Rồi các bạn kéo nhẹ nhẹ ra, kéo đồng thời á, các bạn lấy cái móng tay á, các bạn len vô đây nè, cái khoảng hở giữa khi mà các bạn nhấc lên á, rồi các bạn bẫy ra từ từ ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tiến hành mình kéo nha các bạn kéo nhẹ, các bạn lấy cái móng tay á, các bạn nhét vô, ấn chặt xuống nha. À, móng tay mình bẫy lên, bẫy từ từ nhẹ. Nhưng nói chung là cái màn hình rồi cái ROM màn hình á, các bạn làm từ từ là bung ra rồi, rất dễ ha. Rồi, mình tách được cái màn hình ra nha các bạn. Rồi, tiếp theo đây á, là cái này á, là cái cảm biến vân tay ha. Nè, cảm biến vân tay của iPhone 5S đó. Thì iPhone 5S là cái dòng đầu tiên của nó là cái cảm biến vân tay. Còn đây là đồng thời là nút home luôn. Nó tích hợp trên cái nút home này. Các bạn cẩn thận nha, tháo ra cái chừng nó đứt cáp. Đây mình sẽ lấy một cái cây nhựa nha, mình bẫy cái socket này lên, làm nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Rồi mình tắt được cái cáp nút home. Rồi các bạn lật lên, ở đây mình có mấy cái socket nè, có ba cái socket ha. Màn hình cảm ứng á, ở trên đây cái cáp âm thanh ở trên này nè, là tổng số là ba cái socket. Rồi mình gỡ ra một cái ha. Đây. Các âm thanh camera trước á. Rồi. Mình tắt được cái màn hình ra nha.
Rồi, các bạn đã thấy được cái socket pin của nó chưa? Ở đây nó có một cái siêu pin nè, mình tháo hai ngóc này ra, các bạn dùng cho mình cái ba ke. Rồi, mình lấy được cái siêu pin nha. Rồi, cái con iPhone 5S này á, nó đã thay pin rồi nha. Pin hôm qua, pin này, pin linh kiện. Rồi bạn bẫy cái socket pin ra. Đây là cái socket pin của nó. Cái chấu pin của nó sẽ có 3 chân nha các bạn. Ở đây á, chân dương là nằm ở dưới nè, chân giữa giống như chân bên sai của cái pin này. Rồi, còn cái chân bên ngoài trên cùng á là trên chân trừ của pin ha. Ở đây trước tiên á mình sẽ đo cái điện áp trên pin, coi nó ra bao nhiêu volt nha. Thì các bạn dùng đồng hồ kim và đồng hồ số, các bạn chỉnh thang đo khoảng 20V. Mình đo thử cái điện áp trên cục pin này nó khoảng còn bao nhiêu volt. Tại vì nó mở nguồn không lên và sạc nó không vào á. Rồi, cái pin này rất thấp nha các bạn. Mình đo được cái điện áp của nó là khoảng 3.1V. Đây nè. Trường hợp này á mình nó sạc vô không vô thì các bạn nên kích pin thử coi có nó vô hay không ha. Còn đối với những cái trường hợp mà các bạn không muốn kích pin, các bạn chỉ muốn thay pin không, vì cái máy của các bạn á rất ha, xài rất ha nhanh hết pin ha, hoặc là pin các bạn xài lâu rồi á nó không cầm nữa, thì vị trí này á các bạn có thể tháo cục pin này ra, các bạn thay pin mới vô. Bên ngoài á, nó sẽ bán cho các bạn một số pin mà có dung lượng cùng là cục pin socket của pin iPhone 5S luôn, nhưng mà dung lượng của nó cao hơn ha. Thì các bạn gọi là pin châu á, các bạn có thể ra ngoài các bạn hỏi. Ở đây pin zin của nó, cái dung lượng của nó nè, 1560 mAh. Thì ở ngoài trên thị trường á, nó có bán sẵn cho các bạn cái dung lượng pin này khá cao ha, thì các bạn có thể mua và các bạn thay. Tại vì các bạn nhận thấy là cái pin này á, một là nó không cầm, hai á là các bạn rất xài rất nhanh hết pin, thì các bạn mua pin pin châu và các bạn thay vô. Đối với những cái máy á, mà zin nó chưa từng tháo thì cái lớp keo bên dưới này nó gắn keo hai mặt ha, nó rất là cứng. Thì các bạn có thể dùng máy khò, các bạn khò sơ, các bạn điều chỉnh nhiệt độ nha, nhiệt độ ấm ấm thôi. Hoặc là các bạn dùng máy sấy tóc, các bạn sấy cho nó nóng lên là keo nó mềm ra. Rồi các bạn lấy cái giũa nè, cái thanh mỏng mỏng á, các bạn bẫy lên đây cho mình. Khi mà các bạn hơi nóng rồi nha, đó các bạn tách ra được cái cục pin của nó. Đây là trường hợp mà các bạn muốn thay pin, các bạn không muốn kích pin. Rồi tiếp theo đây á, các bạn xem mình kết cách của mình kích pin. Rồi để mà kích pin cho cái con 5 iPhone 5S nè, các bạn không cần phải tháo pin ra đâu. Nhiều bạn mới không bảy pin mới công. Cái này mình nói các bạn không cần phải tháo pin. Các bạn để nguyên như vậy, các bạn kích pin cho mình. Ở đây mình sử dụng một cái bộ cấp nguồn cho điện thoại di động nha. Rồi, mình bật nguồn lên. Các bạn điều chỉnh cho mình mức khoảng 3V.
mình dùng hai cái đầu kẹp cá sấu của bộ cấp nguồn. Các bạn lưu ý nè, cái dây cáp pin á nó rất mỏng ha. Và lại các bạn hạn chế di chuyển cái dây cáp này, nó lắc qua lắc lại nhiều khi nó bị đứt á, mất công phải các bạn phải câu dây đồng lại. Rồi ở đây các bạn kẹp, chỉ cần kẹp vô chân ngoài bìa, hai chân bìa nha, chân bìa phía dưới này á là chân dương, bên đây là chân âm. Rồi mình kẹp vô thôi. Đối với những trường hợp này á, các bạn kẹp vô thấy nó bị chạm, mặc dù á hai cái chân này nè nó không chạm. Nguyên nhân ở đây á là do cái miếng kim loại nè các bạn. Ở đây có miếng kim loại á, nó sẽ gây chạm mạch ha. Chạm hai chân âm dương khi mà các bạn kẹp vô. Thì để khắc phục tình trạng này á, mình lấy một cái băng keo giấy ha. Mình cắt mình dán vô cái vị trí mà kim loại á. Các bạn chỉ cần cắt một miếng nhỏ xíu thôi nha, để cho nó cách điện hai chân âm dương, nó không bị chạm nữa. Rồi cắt một miếng mỏng thôi, các bạn dán vô cái phần socket pin này cho mình, rồi dán vị trí bất kỳ nha các bạn, là cách điện rồi. Rồi các bạn kẹp lại như cũ. Lần này là nó sẽ không bị chạm nữa, không bị chạm cái thanh kim loại phía trên, giữ phía trên á. Rồi đây mình sẽ tiến hành mình bật nguồn lại nha. Nào, sau khi mình dán cái miếng giấy á, nó sẽ không bị chạm. Rồi các bạn chú ý quan sát của mình nè. Ở đây á, cái kim trên đây là đo điện áp ha, ở dưới đây là đo cường độ dòng điện. Thì các bạn nên vặn á, cái mức đo cường độ dòng điện á, lên khoảng tầm 500mA. Ở đây là 1A nha các bạn, thang đo này 1A. Thì mình chỉnh cái mức ngay chính giữa thôi. Đồng thời các bạn tăng cái biến trở này nè, tăng cường độ dòng điện, nó tăng luôn cái điện áp luôn. Rồi đến khoảng giữa này á, các bạn để nguyên nha. Pin lúc này á, nó sẽ được kích, được nạp vô và nó sẽ giảm dần về không. Nè, cái mức giữa mà nó đi di chuyển dần dần về phía không, thì pin lúc này á là sạc được. Nè các bạn thấy không? Để hôm nay mình chỉnh khoảng giữa, bây giờ nó rơi về là khoảng 400mA rồi. Thì các bạn để chờ cho cục pin của mình á nó giảm dần gần về không á, rồi các bạn kích lại, tăng lại lên. Đồng thời các bạn chú ý nha, cái thang ở trên đây nè chính là cái thang điện áp của nó nha các bạn. Còn trong trường hợp á, mình nói cho các bạn một cái mẹo khi mà các bạn sử dụng cái bộ nguồn này, các bạn kích nguồn á cho cục pin, thì các bạn không cần phải tháo cục pin ra để mà các bạn đo cái điện áp trên pin. Thì ở đây các bạn tắt nguồn đi, các bạn nhìn không, dòng sẽ giảm vào không nhưng mà điện áp trên pin nó vẫn còn. Ở đây các bạn nhìn thấy không, của mình nó lên khoảng 3V rồi, hơn 3V. Thì khi nào các bạn, khi mà các bạn tắt bộ nguồn đi á, kể mà cái mức của các bạn đo được á, là khoảng 3,6V trở lên á, là các bạn kích thành công nha, thì các bạn mở nguồn được. Ở đây trường hợp này á, nó chưa tăng lên mức 3,5V đó, thì các bạn cứ để kích, để nguyên đi cho nó kích, dòng á nó sẽ nạp vô pin, nó giảm dần về không. Rồi khi mà nó giảm gần về không á, thì các bạn
vặn biến trở, các bạn tăng lên nha. Như ở đây mình sẽ tăng lên. Đây nè, thấy không? Vặn tăng điện áp lên. Điện áp tăng lên thì đồng thời á, cái dòng điện của mình á, nó tăng lên lại. Rồi các bạn kích pin á, cho khi nào các bạn tắt nguồn đi, cái điện áp của mình nó rơi vào khoảng 3.7V trở lên là ok. Còn trường mà thiếu á, các bạn tắt xuống mà nó còn thiếu á, thì các bạn cứ tiếp tục kích. Ở đây khi mà các bạn kích đầy xong rồi á, thì dòng nó giảm vào dần vào không ha. Lúc này các bạn có thể tắt. Các bạn xem cái điện áp của nó nè, nó lên khoảng gần 4V là ok, là xong nha các bạn. Là quá trình kích pin thành công ha. Các bạn không cần phải đo điện áp đâu, tại vì trên cái bộ nguồn cấp nguồn điện thoại này á, nó đã có cái đồng hồ đo volt rồi. Việc còn lại của mình á là chỉ cần ráp mạch vô ha. Mình sẽ tháo cái miếng băng keo giấy này. Mình sẽ gắn lại cái siêu pin. Gắn cho đúng vị trí nha các bạn. Sau khi các bạn gắn siêu pin thì các bạn gắn vô cái màn hình vô là xong ha. Ở đây có ba cái socket, các bạn gắn tụi lần lượt. Thì socket ở đây á, sẽ có một cái socket cảm ứng nè, một cái socket màn hình và một cái socket cái camera trước á, rồi cái loa. Còn ấn chặt nha. Rồi, vậy là xong. Tiếp theo đây á, mình sẽ tiến hành mình khởi động nguồn thử coi mình ráp cái màn hình đã đúng chưa, rồi test cảm ứng luôn. Cái dây phím home á, mình chưa gắn vô nha các bạn. Các bạn mới thử trước, trường hợp mà nó bị lệch hay gì á thì các bạn có thể điều chỉnh lại. Rồi, nó lên màn hình ha. Cái màn hình này, cái màn này nó bị hư ha. Mình để xem nó bút lên nó có nó báo cái gì. Cái máy này nó bị mất nguồn nha các bạn. Mình kích pin lên. Trong trường hợp mà các bạn ở nhà các bạn thay pin đó, thì quá trình làm cũng tương tự. Rồi máy này nó bị dính mật khẩu ha. Rồi mình nhập vô nè. Rồi như vậy là xong nha các bạn. Ở đây giờ mình chỉ cần là ráp cái nút home, cái vân tay vô thôi. Mình sẽ lấy một cái zip thẳng ha. Và sau khi tắt nguồn các bạn ấn vô. Các bạn lấy tay hoặc là các bạn dùng nhíp các bạn ấn vô nha, ấn cho chặt vô nút home này.
Rồi socket này nó bám về như vậy là xong nha. Rồi mình gắn lại màn hình vô là xong. Tại vì cái này á, máy của khách không có màn ha. Để mình test thì mình cứ ráp lại cho khách. Rồi khi nào có tấm màn á, thì mình thay thôi. Mình gắn hai ốc đuôi vô. Rồi mình để cho nó boot lên ha. Rồi mình ở đây mình lấy cái cáp Lightning đó, mình cắm thử vô. À, nó sạc ok nha các bạn. Như vậy á, là cái quá trình mà kích pin hoặc thay pin cho cái máy iPhone này á, nó thành công ha. Nó đang sạc nè. Thì trong quá trình mà làm á, thì các bạn cứ test thoải mái, test sạc nó có vô pin hay không, hoặc là nó có bị trục chặt gì không, có bật lên nguồn được không. Rồi như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách thay pin hoặc là cái cách kích pin cho điện thoại iPhone, trường hợp ở đây là iPhone 5s nha. Này rất dễ làm các bạn có thể. Trường hợp thay pin đó thì các bạn ra ngoài cái cửa hàng bán linh kiện điện thoại di động á, các bạn mua pin hoặc là các bạn mua trên mạng á, hiện nay là nó rất nhiều trang mạng nó có bán những loại pin như thế này. Các bạn mua về các bạn thay tại nhà cũng được, rất dễ làm ha. Rồi video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.